Chuẩn bị quay anh em ơi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học viện Bò và Gấu. Hôm nay là 30 Tết rồi đây. Cùng ngồi đây làm miếng trà, uống miếng bánh hàn huyên, nhìn lại một năm 2023 tuyệt vời của chúng ta nào. Tôi biết là tầm này thì mấy ông xem Táo Quân như xem thì tôi nhỉ. Mà hàn huyên thì là phải trả lời comment. Chúng mình đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu, cầu mong, thậm chí là cả dọa nạt của các bạn để chúng mình thực hiện những chủ đề mà các bạn muốn xem. Tuy là nhà mình không ở Trần Duy Hưng, nhưng các bạn muốn thì mình chịu. Gấu ơi, làm kịch bản đến đâu rồi nhé bạn nhỉ? Đang có nhiều yêu cầu lắm đây này. Alo, alo, alo. Ê, alo, có nghe gì không này? Nào, nhấc cái mông lên. Lết ra đây. Đi mà, bạn gấu đáng yêu thân thiện muôn đời đẹp trai của tớ ơi. Các comment của các bạn thì chúng mình hàng ngày vẫn đang đọc, và mọi yêu cầu của các bạn sẽ được chúng mình thực hiện. Vậy nên cứ yên tâm và chờ đợi nha các bạn yêu. Và trong năm 2023, chúng mình đã sản xuất được rất nhiều video với rất nhiều nội dung mới. Vậy có khi nào các bạn tò mò để có được những thước phim hay và thú vị như vậy thì chúng tớ đã phải làm như thế nào không? Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, để thực hiện hóa tham vọng của các bạn thì Học viện Bò và Gấu không chỉ dựa trên một cá nhân mà là một tập thể hung mạnh, cân cù bù siêng năng với 5 thành viên. Chiến thần đầu tiên, người quan trọng nhất của team, bông hoa xinh đẹp tuyệt vời lung linh lộng lẫy mà không có một mỹ từ nào có thể so sánh được với nét đẹp đó. Các bạn biết là ai không? It's me, Bò, là voicer của team. Để kênh được như ngày hôm nay thì chỉ có thể là Bò tới đây. Ở cạnh mình đây là bạn Gấu, người cũng cực kỳ quan trọng sau mình. Ngoài việc các bạn biết là Gấu thi thoảng góp giọng trong các clip, thì anh Gấu đây cũng chính là họa sĩ chính của team. Với biệt tài đi cảnh cùng đề đệ Tiểu Hí, chơi cùng anh Gió và chị Mây, nên óc sáng tạo của hai con người này phải gọi là quên sầu. Gấu và Tiểu Hí đã song bút hợp tác cho ra những hình ảnh đầy tính cứ phải gọi là ngẫu hứng mà các bạn vẫn được xem qua từng video đấy. Có hình ảnh rồi đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc gắn chuyển động cho bức hình là xong. Mà việc đơn giản này là của bác heo. Vâng, trong khi các bạn đồng trang lứa đang uống trà sữa, dành thời gian để ngủ thì... Dậy, dậy đi bác ơi. Heo gì mà suốt ngày ngủ như lợn đấy nhỉ? Hả? Đang quay đấy à? Chào các bạn nhá. Tớ là gì nhỉ? Diễn hoạt. Tớ là nhân viên diễn hoạt của Học viện Bò và Gấu. Sau khi toàn bộ hình ảnh và chuyển động đã xong thì video của chúng ta sẽ được chuyển đến anh Ngáo để hoàn thiện phần âm thanh sao cho video của chúng ta sinh động. 9,5 điểm cho anh Ngáo. Cho xin cái file final đấy. Nhưng tất cả muốn làm được thì phải có kịch bản hay và chất lượng. Đó là phần việc của con gà. Và để có được một kịch bản hay và thú vị, con gà đã phải làm quần quật 24 tiếng, 7 ngày, 1 tuần. Vừa phải thổi hồn cho những câu chữ sao cho sinh động, vừa phải check kỹ lưỡng các thông tin để có được những thông tin chính xác nhất. Và chùm cuối của chúng ta, các bạn có biết là ai không? Vâng, xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn Entrade X, ứng dụng đầu tư chứng khoán miễn phí giao dịch trọn đời. Giao diện thì dễ sử dụng. Entrade X, dùng một lần, nhớ một đời. Với triết lý đơn giản hóa đầu tư cho người Việt, chưa bao giờ đầu tư chứng khoán lại dễ như thế. Link bọn mình vẫn cứ là để ở dưới phần mô tả đấy nhé. Nhớ ấn vào cái link đấy nhé. Và đó là những điều có thể các bạn chưa biết về Học viện Bò và Gấu mà chúng mình muốn kể cho các bạn nghe. Chúng ta đã có một năm 2023 trọn vẹn, và sang năm 2024 chúng mình sẽ cố gắng mạnh như rồng và đưa đến cho các bạn những câu chuyện thật thú vị và bùng nổ. Chúc các bạn đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình và thật nhiều sức khỏe để xem video của Học viện Bò và Gấu nhé. Đừng quên ở dưới video con có nút đăng ký, like, share và comment chia sẻ những câu chuyện ngày Tết của các bạn cho tụi mình biết nhé. Hẹn các bạn sau năm gặp lại nha. Bye bye!